có phải cựu đô đốc Kuzan đã hoàn toàn trở thành kẻ phản diện? Kuzan là một đô đốc hải quân chiến đấu vì công lý, nhưng cũng có cái nhìn mềm dẻo và nhân ái hơn một số hải quân khác. Anh ta đã từng giúp đỡ các thành viên của băng mũ rơm. Vào khoảng gian 2 năm time skip, Kuzan đã gia nhập băng dâu đen, một băng cướp biển tàn nhẫn và đầy tham vọng. Lý do khiến anh ta liên minh với họ vẫn chưa rõ ràng, nhưng dường như anh ta vẫn còn ý thức về công lý và đạo đức. Điều này được thể hiện qua những lần anh ta giúp đỡ Smoker hạ gục Tích và cảnh báo về sự nguy hiểm của Doflamingo ở Dressrosa. Do đó, khó có thể nói Kuzan có hoàn toàn trở nên xấu xa hay không. Còn ý kiến của mọi người thì sao?